ngọn núi vùng lõi một quần thể danh thắng thế giới ngổn ngang bê tông. Còn những chỗ nào mình không đập được là không đập được. Khi lấp đi vết cắt vào di sản bằng những cụm hòa giấy. Chúng tôi khẳng định là cái việc mà ảnh hưởng lớn đến di sản là không có. Khi ngôi đình hơn 300 tuổi được bê tông hóa. Bây giờ đang không may mưa bão nó sập xuống thì chết hàng bao nhiêu người thì ai là cái người lo cho? Xâm hại di tích, ý thức hay trách nhiệm? Gần 3.500 di tích quốc gia, 95 di tích quốc gia đặc biệt và 8 di sản thế giới được UNESCO ghi danh. Những con số để tôi, bạn hay bất cứ người dân đất Việt nào đều có thể tự hào khi nói về di sản, di tích, những báu vật mà thiên nhiên ban tặng hay được kết tinh từ lao động sáng tạo mà cha ông chúng ta từ đời này qua đời khác tạo dựng. Thế nhưng có một thực tế là dù theo đánh giá của Cục Quản lý Di sản Văn hóa, những vụ xâm hại di sản trong những năm gần đây đã giảm đáng kể, thì trung bình mỗi năm vẫn có từ 3 đến 4 di sản di tích bị xâm hại. Trong số 8 di sản thế giới được UNESCO vinh danh, quần thể danh thắng Tràng An là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của nước ta, đáp ứng cả hai yếu tố nổi bật về văn hóa và thiên nhiên. Thế nhưng, vào giữa năm 2017, công ty cổ phần du lịch Tràng An đã tự ý thực hiện việc xây dựng công trình trái phép trên núi Cái Hạ thuộc vùng lõi Tràng An, vùng bảo vệ đặc biệt của danh thắng. Công trình trái phép trong vùng lõi di sản xâm hại nghiêm trọng đến quần thể danh thắng này và buộc phải yêu cầu dỡ bỏ. Câu chuyện này đã tốn khá nhiều giấy mực của báo chí khi đó. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, thì Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư, đơn vị chủ trì giám sát việc phá bỏ công trình sai phạm đã gửi báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc hoàn thành tháo dỡ cây cầu sau 3 lần gia hạn. Hiện trạng của núi Cái Hạ sau phá bỏ công trình sai phép như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi. Trên 90% là cái mức độ hoàn thành so với cái điều yêu cầu tháo dỡ. Cũng còn một số những hàng mục nhỏ cũng đang còn chưa được tháo dỡ. Với cái lý do tức là trong cái điều kiện là nó chưa đảm bảo an toàn. Theo khẳng định của đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư, đơn vị chủ trì việc kiểm tra, giám sát quá trình xử lý công trình sai phạm trên núi Cái Hạ. Cây cầu bê tông với chiều dài hơn 500 mét đã được dỡ bỏ, chỉ còn khoảng 10 mét ở vị trí nguy hiểm. Đây cũng là quan điểm của ông Nguyễn Văn Son, chủ công ty cổ phần du lịch Tràng An, đơn vị đã tiến hành xây dựng cây cầu này. Hôm nay cả công trình tháo dỡ lớn như thế này nó đã an toàn rồi, còn một tí này anh cố tình nữa, anh gặp tai nạn ngay. Một cái tai nạn này thì tai nạn khủng khiếp. Còn đây là cái chỗ như thế này, nó treo leo nó tít ra đi gì như thế này, nhưng mà thềm đá nó chắc chắn mình cho đập được. Còn những chỗ nào mình không đập được là không đập được. Đảm bảo an toàn quá trình tháo dỡ, đặc biệt là tính mạng của những người thực hiện. Lý do khó có thể chính đáng hơn cho sự lưu tồn của 10 mét cây cầu ở vị trí này. Thế nhưng, đó có thực sự là mảnh ghép duy nhất của công trình vi phạm được lưu lại trên núi Cái Hạ. Đây, hình ảnh của đầu cầu, ngay lối dẫn lên núi. Những cột trụ bê tông vẫn kiên trì bám trụ cùng các vách đá. Mình có đánh giá những cái đoạn đấy là những đoạn chưa tháo dỡ xong còn sót lại không? Hay là mặc nhiên những đoạn này thì đã được coi là tháo dỡ ạ? Công ty đấy. Có thể là tận dụng cái này để lên tháo tiếp các công trình trên kia, cho nên còn để lại một chút như này thôi. Đấy, chứ còn tiếp tục công trình này cũng vẫn sẽ phải tháo, chỗ này sẽ vẫn phải tháo. Và lùi lại vài bước chân để thấy cổng vòm với nước sơn chẳng mấy chốc gì. Trên lời giới thiệu, du lịch Tràng An cổ đứng kiên cố. Công ty cổ phần du lịch Tràng An ấy, thì là cũng đang đề xuất với lại các cơ quan chức năng để làm cái dự án để khai thác cái về du lịch ở nơi đây. Nếu như được chấp thuận thì cái việc những cái công trình ở dưới đất thì có thể là tận dụng được, cho nên là chúng tôi cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Mọi sự tồn tại của những mấu nối trong công trình sai phép còn nương trên núi Cái Hạ đều có lý do và dường như rất hợp lý. Xong hay chưa xong, hoàn thành hay chưa hoàn thành, độ vênh nào cho kết luận trên giấy tờ với thực tế, thôi thì trăm nghe không bằng một thấy. Dân gian chúng ta có câu rằng xây lên thì khó, đập đi thì dễ. Thế nhưng với công trình sai phép trên núi Cái Hạ, nghịch lý dễ xây khó đập lại mới là điều hiển hiện. Những cột và thanh chắn bê tông chưa được dỡ bỏ, chỉ quan sát và đánh giá bằng mắt thường thôi cũng khó có thể nói là công trình đã hoàn thành việc dỡ bỏ. Vậy, khả năng khôi phục nguyên trạng giá trị của ngọn núi Cái Hạ, của vùng lõi một quần thể danh thắng thế giới thì thế nào?
Trồng hoa giấy, trồng cây là lựa chọn của chủ đơn vị này để có thể che đi đoạn cầu mà theo ông không thể phá bỏ. Cũng là để che đi những mảng vá xi măng, những vết bê tông cắt trong lòng di sản. Rồng của tôi đang gối vào đây, bây giờ phải rồng cây dây leo lên đi. Đó, thế thôi. Lao động của tôi đang kéo cành hoa giấy rồi, sau năm nó chủ đi. Và cách thức ấy nhận được sự ủng hộ của đơn vị chủ trì việc giám sát phá dỡ với niềm tin không nhỏ về việc khôi phục nguyên trạng, giữ vững giá trị gốc của núi Cái Hạ. Chúng tôi khẳng định là cái việc mà ảnh hưởng lớn đến di sản là không có. Chúng tôi có cái cách khắc phục, tức là trồng cây để tăng cái độ che phủ, để trả lại cái cảnh quan hiện trạng như ban đầu. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc khắc phục thì cũng không khó. Thế còn thì đánh giá về cái mức độ nguy hại thì tôi cho rằng là phải là những nhà chuyên môn. Thế nhưng, giáo sư Nguyễn Chí Bền, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa cho rằng việc trồng cây để che phủ những phần dư tồn của công trình xâm hại trên núi Cái Hạ khó lòng có thể giúp ngọn núi trong vùng lõi quần thể danh thắng này trở về nguyên trạng. Phải khẳng định rằng là dù đã sửa chữa như thế, nhưng nếu vẫn còn cái đường bê tông đi lên, vẫn còn cây cầu ở trong vùng lõi như vậy, thì không sớm thì muộn, UNESCO người ta sẽ có cái thẩm định khi xem xét cái vùng gốc, cái vùng lõi và cái vùng mà phải bảo vệ đúng nguyên trạng khi anh nộp hồ sơ công nhận. Còn bây giờ thì rõ ràng nó đã bị xâm hại. Xâm hại rất nặng nề. Trong khi bài toán về phục hồi nguyên trạng ngọn núi trong vùng lõi di sản còn đang chờ lời giải, thì câu chuyện về việc hạ giải một ngôi đình dấy lên trách nhiệm ý thức bảo vệ di tích di sản. Ngôi đình có niên đại 3 thế kỷ, hạ giải để xây mới bằng bê tông, một sự xâm hại di tích mà theo Phó Giáo sư Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu văn hóa với nhiều công trình về văn hóa dân gian tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam, cho rằng là chưa hề có tiền lệ. Đây không phải di tích. Tôi nói nhá, bây giờ tình hình ngôi đình như thế thì chúng ta cần phải bàn sửa chữa để cho thờ phụng ngài thôi. Một ngôi đình với cột, kèo, xà mái bằng bê tông đã thành hình, còn người dân Lương Xá thì bức xúc đến gay gắt khi đưa ra những cái lý để giải thích cho sự đương nhiên phải xây lại ngôi đình mới. Bây giờ đang không may mưa bão nó sập xuống thì chết hàng bao nhiêu người thì ai là cái người lo cho? Không xin một kinh phí gì của nhà nước, một không phá nào của nhà nước, của thôn. Dân ở với đình xuống cấp, tiền dân đóng, đình dân sửa. Cái lý ấy không sai nhưng lại thiếu, bởi dù đình Lương Xá chưa được công nhận là di tích văn hóa, song đã nằm trong danh sách di tích được kiểm kê. Đồng nghĩa, để tu bổ ngôi đình phải có hồ sơ tôn tạo được lập, trình và duyệt bởi cơ quan chức năng theo đúng luật di sản. Dân có thể không biết, song chính quyền địa phương thì biết. Trong khi triển khai thì chúng tôi cũng có đơn đề nghị với Ủy ban Nhân dân xã và có tờ trình xuống Phòng Văn hóa Thông tin huyện. Phòng Văn hóa cũng đã có công văn yêu cầu là xã phải thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân về khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, rồi lập hồ sơ đầy đủ theo quy trình xây dựng. Cái điều kiện ngân sách của xã là cũng không có. Thứ hai nữa, để trình các cái thủ tục thì nó cũng đòi hỏi rất là nhiều thời gian, cho nên là xã cũng chưa làm được cái việc đó. Câu hỏi về cái khó của thủ tục hay sự nhận thức chưa đủ đầy về giá trị của một di tích mà theo Phó Giáo sư Trần Lâm Biền là một trong những ngôi đình đẹp nhất vùng Ứng Hòa với những cấu kiện chạm khắc mang dấu tích nghệ thuật có niên đại gần 350 năm, có lẽ phải bỏ lửng. Chỉ biết việc hạ giải ngôi đình đã diễn ra mà theo lời của trưởng thôn thì rất nhanh gọn, trong một buổi với sự đồng thuận của cả làng. Và cho đến hiện tại, khi công trình bị đình chỉ thi công để xem xét sai phạm, người dân Lương Xá vẫn chỉ vào những cột gỗ mục tiêu tâm, chắc tin và quyết định hạ giải đình làng. Hay tự hào về tinh thần giữ gìn truyền thống văn hóa của mình với những bức cốm, chi tiết trang trí được dỡ bỏ, đặt trong nhà văn hóa. Quan điểm là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Không thể ai dám không giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bởi vì làng tôi, báo cáo với nhà báo là làng tôi là làng văn hóa. Tuy làm bằng bê tông, nhưng dân làng tôi đã thống nhất là cái nóc đình là vẫn làm bằng gỗ. Và đặc biệt cái hậu cung của đình là vẫn giữ bằng gỗ. Chủ tịch xã nhận trách nhiệm vì không ngăn chặn kịp thời khi người dân tự ý hạ giải. Phòng Văn hóa huyện cũng nhận lỗi vì phát hiện báo cáo sự việc chưa kịp thời. Còn phương án cho một ngôi đình bê tông đang xây dở thì vẫn chờ. Và liệu có kịp gắn lại những hiện vật
những mảnh hồn di sản cho một công trình trở đi mắc núi, trở về mắc sông. Một ngôi đình cổ đã bị phá bỏ, đó là điều đáng tiếc hơn cả. Những hiện vật mang dấu ấn lịch sử rất có thể sẽ phải nằm trong nhà trưng bày của Bảo tàng Hà Nội. Theo như một trong những đề xuất của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Ứng Hòa, thay vì sống giữa lòng dân như số phận của những di tích. Đáng nói, nguyện vọng tâm ý của người dân lại là một trong những lý do di tích rời bỏ cộng đồng. Thưa quý vị, qua cả hai câu chuyện ở núi Cái Hạ và thôn Lương Xá, thì quý vị có thể thấy một nguyên nhân chung dẫn đến hậu quả của việc các di tích bị xâm hại. Đó là sự thờ ơ của chính quyền địa phương. Chỉ khi mà những di tích bị xâm hại thì người ta mới tìm cách để mà khắc phục và tìm lời giải thích cho sự việc đã rồi. Trách nhiệm thì qua đi, còn sự nguyên vẹn của di tích thì chắc chắn không bao giờ có thể lấy lại được. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe thêm những chia sẻ của giáo sư Nguyễn Chí Bền về vấn đề này. Lý giải nguyên nhân người dân Lương Xá, chủ thể của di tích đã vượt qua những quy định của pháp luật để hạ giải ngôi đình, giáo sư Nguyễn Chí Bền cho rằng người ta hàng ngày hàng giờ thấy cái di tích đấy nó đang xuống cấp, nó đang hư hại thì chắc chắn người ta mong muốn sửa, người ta rất sốt ruột. Thế về phía các nhà quản lý mà nếu không chúng ta không kịp thời làm việc với cộng đồng chủ thể của di sản thì chúng ta lại gây ra khó khăn cho họ. Có cái đề xuất của cộng đồng, có cái đề nghị như vậy thì chắc chắn phải cử cán bộ về ngay để gặp gỡ, để bàn bạc, để chọn ra cái hướng giải quyết. Từ cái việc vẽ lại sơ đồ của di tích, vẽ lại toàn bộ cái hình ảnh, xây dựng cái kế hoạch trùng tu. Tuy nhiên, trách nhiệm của người dân cũng cần được minh bạch trong mối quan hệ cấu kết ý thức, nhiệm vụ và vai trò của cộng đồng, các nhà quản lý xã hội và các nhà nghiên cứu khoa học. Người dân cũng không thể nói rằng là cái đình ấy đổ rồi, chúng tôi gọi mãi không được. Vấn đề là ai gọi và gọi bao nhiêu lần, gọi như thế nào. Thì rõ ràng là cái đấy là cộng đồng phải có một cái đại diện cho mình. Tại hội nghị toàn quốc về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững lần đầu tiên được tổ chức ngày 27 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh quan điểm phải bảo tồn và phát triển di sản bền vững, và chỉ khi quyết tâm của người đứng đầu trở thành tâm huyết của người dân thì di sản mới có thể bất biến về giá trị. Nguồn tài nguyên di tích cũng sẽ bị cạn kiệt như những nguồn tài nguyên dầu mỏ hay là than đá nếu chỉ khai thác mà không bảo tồn. Bởi các di tích thì không thể trường tồn cùng với thời gian, không thể bất biến về hình thức, thế nhưng giá trị của nó thì có. Hội An của Quảng Nam là một ví dụ điển hình khi mà mọi người dân Hội An đã trở nên gắn bó hữu cơ với mảnh đất di tích. Mỗi mái nhà, mỗi khoảng sân, mỗi con đường góc phố đều là những thành phần của khu di sản thế giới này. Và người Hội An thì hồ hởi và tự nguyện tham gia các hoạt động bảo tồn, thực hiện các quy định cần thiết của chính quyền để nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Trong khi đó, có những làng xã mà mỗi gia đình đều có xu hướng giàu lên, thế nhưng ngôi đình làng lại sập sệ xuống cấp, không được bảo tồn chăm sóc. Câu trả lời cho bài toán bảo vệ bảo tồn di sản di tích phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của chính mỗi người dân, sự tham gia đóng góp của các nhà nghiên cứu, cũng như là sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng.